nói chuyện thì bắt đầu nói thôi giờ chia tay đi, quen chơi thôi chứ cũng không có tình cảm gì hết, mình đầu tư cả 2 tháng rồi mà bây giờ mình bỏ thì uổng quá, tiếc quá. Thì lúc đó em cũng nghĩ là đơn giản thôi, tại vì giờ không quen mình thì cũng quen người khác, đã có mục tiêu săn đón sẵn rồi thì thôi mình làm luôn, làm liều luôn. Dạ làm liều luôn, được thôi. Má chồng cũng hiểu ý lắm, má chồng dẫn 2 đứa con nhỏ về phòng, má nói thôi con ơi, vợ chồng không mà cho nó đi tội nghiệp nữa. Rồi thế là hả mình vô chịu chặn chứ làm sao. Rồi bây giờ lật ngược thế cờ. Đúng, bây giờ không muốn thứ Bảy Chủ Nhật mình cũng làm thịt bình thường. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó lớn rồi, giờ nó ngủ riêng đúng không? 2 đứa nhỏ nó còn nhỏ quá, mình cho nó ngủ dưới phòng, còn 2 vợ chồng lên lầu. Cái gác lâu ngày không có ai dọn dẹp hết á, nó chán nó bị mục á, mình đâu có biết đâu. Mình lên trải chiếu nằm ngủ của mình thường, ngủ canh sao mà nửa đêm á, chỗ mình nó không, mình nặng quá trời mà nó không sụp, chỗ ổng sụp. Hay gì á, chồng á thì phải cứu vợ phải không? Còn cái này mình đang ngủ ổng sụp thì kệ ổng sụp đi, ổng lôi mình theo. Hên là mình chụp trúng cái thanh sắt á, mình giữ lại. Mình nói chết mẹ rồi má ơi, cứu con. Ba hỏi à nội ơi, 2 đứa mày làm cái gì? Nó sụp đi ghé. Nói không có sụp tự dán nó một á, ngay chỗ chồng nó ngủ sụp chứ không phải con đâu. Là má chồng tưởng. Má chồng hiểu lầm phải không? Má chồng tưởng là má chồng tưởng 2 đứa sụp sệt, không phải. Cũng hơn. Dạ, lời đầu tiên xin gửi lời tới anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả là chào thân ái. Em làm nghề bán vé số ở Hóc Môn. Em tên gì? Dạ, em tên Nguyễn Công Phương Thành. Nguyễn Công Phương Thành. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Năm nay 41 tuổi. Em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quốc Thuận. Anh Quốc Thuận. Đó, rồi. Em tên là Dương Hồng. Em 38 tuổi, em chào khán giả. Số này vui rồi nha, tôi thấy vui rồi đó. Là em cũng bán cái số luôn ha, dạ. 2 nghề nghiệp là 2 chồng là đồng nghiệp đó. Đồng nghiệp. Lúc mới vô không có bán với số đâu, đi làm công ty á. Làm sao mà 2 đứa quen biết nhau được vậy? Dạ hồi đó thì em cũng làm trong công ty á. Thì cái lần đầu là công ty tuyển người, cái tổ trưởng xuống thông báo nói nay có như 5 đứa gái á. Tụi bay chọn đi, nay vô làm đó, chọn đứa nào xí đứa đó đi nha. Ai cũng chọn hết trơn, em cứ thôi tổ trưởng chọn đi, anh Tài chọn đi, chứ em không chọn đâu, em về em chỉ làm mà không nghĩ tới. Cái bạn nói ê còn nhỏ này nè sao mày không chọn. Em quay qua em nói trời ơi giống trên núi xuống quá, đen thui mà nó tóc tai nó bù xù, nó xù xì mà nói tiếng khó nghe nữa. Thôi tao không quen đâu, bay quen đi. Coi như ấn tượng đầu tiên là coi như là thôi. Đúng dạ, ấn tượng đầu tiên. Còn em thì sao Hồng? Mới vô á, lần đầu tiên em cũng không cứ thích nữa. Người gì ốm nhách à. Ồ. Cái mà chảnh. Chảnh chẽ luôn. À, cái trời xui khiến làm sao á, mà sắp xếp sao mà 2 đứa ngồi giống gì nè. Mới chết mình chứ. Chết mình nữa. Thấy mình làm á, giao bộ nói thôi đưa ai, anh bẩy nhãn giùm cho, cái mình thấy nó xấu mà nó bẻ nhãn giùm mình cũng được. Trời ơi, nó xấu mà nó bẻ nhãn giùm mình cũng được. Cái cũng có tình cảm nữa, người ta làm giùm mình hoài cũng thấy tội nghiệp. Cái anh bạn của ảnh á, Vũ, ảnh á nói gì nè, mày á mà quen nhỏ á, tao thua mày cái gì cũng thua đó. Chồng nó nói lại chứ bây giờ một cái chầu lẩu đi là tôi cu nó liền. Mà mình đâu có biết ai thằng cá. Thì nó hỏi mình chịu không, mình nói thì chịu, cũng có người bỉ nhãn giùm mình cũng đỡ khổ. Cái về phòng trọ cứ nói chuyện qua lại xong rồi cũng bình thường. Có một ngày đó tự nhiên thằng chồng nó Vũ mình á đi coi hát ở nhà hát Hóc Môn á, chở bằng cái chiếc xe lắc á, chở mình giữa đường á, mình gớt mất tiêu, nó cứ chạy bỏ mình luôn. Là rớt em. Dạ. Rớt em xuống đường luôn mà ông không biết. Ông chạy mất tiêu, tôi nói cứu mình chứ. Mà chạy khúc xa thiệt là xa rồi. Lần đầu tiên kỷ niệm nhất là vô nhà hát Hóc Môn coi ca nhạc á. Về nói ông nội ơi, té xuống mà mình mập quá, té xuống tay chân bị y, cũng tội nghiệp lắm, bóp dầu bóp đồ. Mình thấy cũng được, thằng này cũng tốt. Sau cái lần mà ảnh về phòng trọ rồi ảnh bóp dầu cho em thì em có thiện cảm với ảnh chưa? Lúc đó cũng hơi rồi, nhưng mà sợ má, lúc đó ở chung với má nữa. Mạnh đứa nào cái gì nấy giống như đi chơi bình thường thôi, vì chúng chưa có suy nghĩ gì sâu xa hơn chút hết á. Rồi một hôm Anh ta đứng uống rượu vô, anh ta dễ muốn dê vô phòng mình. Trời ơi, bác kể máu dê mà bác. Còn cái gì là chắc là cái chuyện mà cái vợ máu dê đó chắc là lâm ly bi đát đó đây nè. Đúng rồi. Sao đâu? Cái năn nỉ, nói chuyện tình cảm với mình hoài à. Thôi mình cưới nhau đi, cái mình nói trời ơi, nói chuyện gì kỳ cục vậy? Mới cứ sọc rồi cưới cái gì? Cái nín thinh đi về. Cái về sau hồi đó thấy quằn lại, là ngay là chơi máu anh hùng luôn. Vô đóng cửa lại, cái nói mấy người có thương tôi thiệt thì mấy người hành động đi. Hỏi hành động cái gì? Hung tôi, mình sợ quá. Phải hung. Mình hung luôn. Nó kêu làm cái gì làm nấy à. Nằm, nó kêu nằm xuống luôn. Ủa nó làm gì nữa? Không biết, chuyện gì nó không đến nó cũng đến đó hả? Trời ơi. Trời sao không dễ sợ vậy? Nhưng mà bữa đó là bây giờ hỏi ông đi. Là do rượu đúng không? Em là em có mục đích trước từ đầu á, là để mà em dùng rượu để mà em chơi cái chiêu là em uy hiếp cô này chưa? Trước đó là có một cái sự cố nhỏ, vợ em là đòi đi chơi mà cũng có một cái người bạn làm chung với em cũng bị tật giống em, thì đang đi xe gắn máy ba bánh thì cũng để ý cổ là bắt đầu lén đi. Lén đi thì em mới đang ngồi nhậu, cái em nói ủa sao tự nhiên mọi bữa thường là 6 giờ mấy là thấy có mặt ở nhà trọ mà sau này em thấy, cái em tức quá em đi qua em hỏi với em vợ, nói ủa qua chị đâu rồi? Nói đi rồi, đi chơi với thằng kia rồi. Cái đầu cái mình tức, mình đi ra đi vô mình tìm hoài mà dòng cứ chống gậy đi ra đi vô, làm giống như dịch bắt đẻ vậy đó. Cái đi ra vô té cái đùng, cái em tức dậy quá thôi em đứng dậy em đi vô là bữa đó là bắt đầu qua bữa sau là em đã qua em gặp em hỏi em nói chuyện. Nói chuyện thì bắt đầu nói thôi giờ chia tay đi, quen chơi thôi chứ cũng không có tình cảm gì hết. Mình đầu tư cả 2 tháng rồi mà bây giờ mình bỏ thì nó uổng quá, tiếc quá. Thì lúc đó em cũng nghĩ là đơn giản thôi, tự giờ không quen mình thì cũng quen người khác, đã có mục tiêu sẵn đón sẵn rồi thì thôi mình làm luôn, làm liều được, luôn. Dạ làm liều luôn được thôi. Vậy mà có một lần mà cũng có bầu nữa chứ. Ủa là lần đó là có bầu luôn á hả cưng? Có bầu còn không biết nữa. Thấy cả ngày sau mà con ngừ thì nó có 44 kg à, mà sao cái bụng nó bự ra. Cái không biết sao nó sợ quá, không biết làm cái gì, chạy về nói với anh chồng, nói chồng ơi có bầu rồi. Chồng nó nói thiệt, nó giỡn nó thiệt. Rồi xong á, gì nói với ông ba, tội nghiệp ông ba ruột á, ông nín thinh à, ông không nói gì đó. Còn má ruột ông quýnh gần chết, quýnh tay chân sưng hết luôn. Má nói gì nè, người ta chưa cưới mà ở có bầu nữa, bị vậy nữa ai cứu mình. Cái má nói thôi kệ nó, lỡ rồi thì kêu chồng gì nói với má chồng mà xuống cưới coi thử có cưới không, còn không cưới thì đi về quê. Xuống cưới luôn đó. Thật sự nghe cái câu chuyện đó, nó vừa vui mà mình cảm động, mình rất là cảm động. Còn hiện tại thì là bé được mấy tuổi rồi em? Bé 2 đứa con trai. Hả? Bao nhiêu? Đứa học lớp 12, đứa học lớp 9. Trời ơi, nãy giờ trong đầu tôi tưởng là tôi bé nó nhỏ 2-3 tuổi thôi. Hai chồng giỏi quá vậy. Hai chị em tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy? Bây giờ như là ở với nhau được bao nhiêu năm rồi Hồng? 17 năm rồi. 17 năm rồi. Nghe nè, ổng có tật xấu gì không? Có nhiều thứ lắm. Ngày nào cũng đi uống cà phê hết, uống gì sớm không nói gì, uống gì muộn. Tao nói cuốn quần áo đi ra ở với mẹ cà phê luôn cho rồi. Tao hay bỏ vợ, bỏ con đi uống cà phê. Chiều là xách xe đi. Ủa nhưng mà chiều không bán hả Thành? Dạ, chiều đi thường là có bữa thì bán, có bữa không. Tại vì nhầm bữa là có mưa, cái có khi bán được tới chừng 7-8 giờ là bắt đầu nó tối rồi. Mà thường bán tầm dưới đó thì nó mình hay bị vé số là nó bị cái tình trạng là dạ nó lừa số giả, nó đổi số giả cho mình. Tới nó mua mình 10 tờ, nó lừa xong á, tối nó đưa cho mình 70 hay là 60. Còn thôi là nó lấy số giả, nó đổi số giả cho mình. Em bị đổi số giả hoài. Còn tật xấu gì nữa nè? Hút thuốc tối ngày à, người có 37 kg à. Tao nói hút đi rồi mai mốt có ở vợ cho người ta xài, con cho người ta sai. Rồi hút thuốc còn gì nữa không? Tao xấu quá, mê người ta, thấy gái đẹp là mê. Tao có ăn uống gì đâu mê chợ, ngu hay hơn. Thấy con gái là nhìn muốn gớt con mắt, đi với mình cũng nhìn nữa. Rồi có một ngày Vũ nhỏ đó phía tợ đi hai đứa uống cà phê mình đâu có thấy đâu. Mình thấy một cái tim mình nó uống thình thịch, mình ngừng xe lại mình kêu chứ chết rồi, kêu chị bạn á, chết rồi chồng nó có vợ nhỏ hay cái gì không biết nữa, mà sao bữa nay nó uống cà phê với con nhỏ này. Mình đi tới mình gặp thằng chồng mà tự nhiên mình run, mà mình núp ở ngoài cái gốc cây mình nhìn nó hoài à, không dám tới. Cái mình đi về mà lòng mình không có an tâm. Đi ra nó uống cà phê ở đây, mình uống bên đây, ở canh nó thử sao. Rồi xong uống cà phê xong con nhỏ về ngu trả tiền. Uống gì được mà phải trả tiền cà phê. Thế bởi vậy mình nói ngon ha, bự ở nhà ông xong đi kìm bự thiên hạ ha. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Có lười tắm hay là có lười đắp chăn hay gì không? Mình kể một chuyện trong đời chưa ai nói. Kể đi. Cái đầu tóc á, 1 tháng vợ không gọi là đi, 1 tháng không gọi là. Hiện tại bây giờ mất có 15 ngày à, chiều nay mới gọi nè, tao nói đi ấy cho nó xịt tóc đi rồi gì gọi luôn. Em gọi, không, phải vợ gọi mới chịu. Đúng rồi, mà má chửi hoài à. Má nói có cái đầu không mà cũng không gọi đài đạo vợ. Vậy đó. Mà không bao giờ gọi đầu. Sao vậy cưng? Có dạ. Má vợ gọi hả? Dạ, tại vì em thì em không có móng tay. Mà vợ em thì cái móng tay vợ em gọi gãi vô nó đã ngứa lắm. Em cứ kêu gãi mạnh nó đã ngứa, nó sướng gì đâu á. Ai biểu em ngứa tay chi, gội đầu mà chồng ghiền luôn. Em ơi, nhờ bà xã gội đầu thử coi sao. Bả khỏi có móng tay gọi cũng đã. Rồi tới bây giờ cái tình cảm cũng mười mấy năm ở chung với nhau rồi thì tình cảm vẫn còn mặn nồng không? Không. Ngoài cái chuyện gội đầu đó ra thì cái chuyện lúc kia thứ bảy chủ nhật là sợ lắm, còn bây giờ thứ bảy chủ nhật thì ổng lại sợ mình. Là sao? Chưa hiểu đó. Tại sao sợ? Không biết sao nữa, tội nghiệp má lắm. Mỗi lần tới thứ bảy tới chủ nhật là biết giờ là ổng muốn rồi. Tới ngày đó là chạy vòng vòng á. Má chồng cũng hiểu ý lắm. Má chồng dẫn hai đứa con nhỏ về phòng. Má nói thôi con ơi, vợ chồng không mà cho nó đi tội nghiệp nó. Rồi thế là hả mình vô chịu chặn chứ làm sao. Rồi bây giờ lật ngược thế cờ. Đúng, bây giờ không muốn thứ bảy chủ nhật mình cũng làm thịt bình thường. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó lớn rồi, giờ nó ngủ riêng đúng không? Hai đứa nhỏ nó còn nhỏ quá, mình cho nó ngủ dưới phòng, còn hai vợ chồng lên lầu. Cái gác lâu ngày á, không có ai dọn dẹp hết á, nó chán, nó bị mục á, mình đâu có biết đâu. Mình lên trải chiếu nằm ngủ của mình thường. Ngủ cái sao mà nửa đêm á, chỗ mình nó không, mình nặng quá trời mà nó không sụp, chỗ ổng sụp hay gì á, chồng á thì phải cứu vợ phải không, còn cái này mình đang ngủ á, ổng sụp thì kệ ổng sụp đi, ổng lôi mình theo, hên là mình chụp trúng cái ca thanh sắt á, mình giữ lại. Mình nói chết mẹ rồi má ơi cứu con. Bà hỏi à nội ơi hai đứa mày làm cái gì. Nó sụp cái ghé, nói không có sụp, tự dán nó một á, ngay chỗ chồng nó ngủ sụp chứ không phải con đâu. Là má chồng tưởng. Má chồng hiểu lầm phải không? Má chồng tưởng là má chồng tưởng có hai đứa sụp sệt, không phải. Cũng hơn. Cái bữa đó mà là hai đứa mà coi như là lâm trận một cái là coi như là một cặp sụp xuống với nhà luôn. Bởi vậy nguy hiểm. Còn bây giờ cái gác đó đã sửa lại chưa? Rồi xong má thấy sụp vậy á, hai đứa yếu đuối không mà nửa đêm lỡ không sửa rồi nó sụp tới rồi gớt xuống chết thiệt. Cái rồi má thấy vậy á, má mua miếng dán ép gì đó rồi má chắc lại bình thường. Bây giờ nhúng cũng không sụp nữa. Mà giờ hai chồng là ngủ vẫn ngủ trên gác đúng không? Dạ không, bây giờ đổi rồi lại. Hai nhỏ lên gác, hai đứa đây sợ nửa đêm á, im mắt mà vào ngủ á, hai đứa què trèo lên trèo xuống cầu thang té chết á. Má kêu hai đứa con lên lầu đi, hai vợ chồng xuống đất lại. Là má chồng đó phải không hay là má em? Má chồng. Má chồng cứng quá hả? Rồi giờ ta kể tới em nè Thành, ta phản kèo với Thành. Bên ấy có tật xấu gì không Thành? Dạ có tật là mỗi lần mà ăn cơm vô là cái là nằm lăn ra ngủ giống heo. La hoài thì thay vì bây giờ dù mình ăn xong thì mình dọn chén tô xuống thì mình rửa liền đi. Không chịu, để dưới sàn nước rồi ngã lên võng nằm ngủ một giấc tới sáng. Rồi thức dậy có rửa không? Tới 4 giờ sáng dậy đầu rửa. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Thì hay cầm ràm. Mình kêu thờ đồ trong nhà thì mình thấy nó hơi bề bộn. Thì con nó đang mắc làm dọn dẹp đằng trước thì mình kêu Toàn vô dọn dẹp. Thì cái đầu cái con mình nó cũng nghe lời rồi, nó nói từ từ để con dọn đằng trước xong con vô. không chịu, vô dọn liền, tao kiếm đi vô dọn liền, lăng nhăng chửi y xèo luôn. Rồi mong muốn thay đổi điều gì Thành? Thì em chỉ mong muốn là vợ em là mình làm gì cũng làm nhưng mà mình cũng phải từ tốn lại một chút, mình bớt cái nóng nảy. Thứ nhất con nó cũng lớn rồi, mình nói nó từ từ, mình dạy dỗ nó từ từ, nó sẽ kéo dừng lại cái tình cảm gia đình lại, nó ngày một thấm thía hơn. Con không sửa lại. Không sao em mong muốn chồng thay đổi gì? Mong chồng thay đổi bớt đi cà phê lại, uống cà phê quá trời, hút thuốc quá trời, mà công mình bệnh hoạn không có ai lo nữa. Tại vì người ta đi đứng dễ dàng thì sao cũng được, còn mình đi đứng khó khăn lỡ bệnh hoạn rồi sao? Em chỉ mơ ước vậy thôi. Chị thấy hai cái điều mong muốn của tụi em về nhau đều chính xác hết trơn á. Yeah. Em là phải giữ sức khỏe đúng không? Người cha, người trụ cột của gia đình. Còn cái vấn đề mà Thành nói với em về hai đứa nhỏ đó, chị thấy là em nên để tâm đến cái việc đó. Mà nhất nó là con trai nữa. Thành ra là cái lời ăn tiếng nói của mình khi mình la con á, mình cũng đừng có để nó bị tổn thương á. Nó giờ nó biết tự ái rồi, mình phải làm sao cho con mình nó hiểu là cha mẹ nuôi con tới cái tuổi này rồi á, là phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở. Thì cái cách nói của mình làm sao để nó hiểu được điều đó, thì nó sẽ cảm thấy nó trân quý mình. Và trong đầu nó phải mặc định một cái điều là mình phải báo hiếu cha mẹ. Chị thấy là nên như vậy, nghe cưng? Dạ. Rồi, trước khi kết thúc thì hôm nay là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia Vợ Chồng Son. Và anh muốn mua của hai bạn 200 tờ giấy số. Và hãy giữ 200 tờ giấy số đó. Cái đây là tôi không tặng hai bạn, mà tôi mua 200 tờ giấy số đó để mà tặng cho hai bạn con trai ở nhà bạn. Hay quá, anh Bin hay quá. Mua 200 tờ giấy số nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã đến đi. Em tên Đào Tuấn Hoàng, năm nay em 22 tuổi. Em đang làm gì? Dạ, em đang làm phụ bếp. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Lâm Đức Vinh, em 22 tuổi, em đang làm nhân viên bán hàng. Ủa được sao mà một người ở trong bếp, một người đi ngoài đường sao gặp được ta? Hay vậy? Kỳ quá. Thiệt chứ đúng không? Hai cái công việc không có liên quan á. Cơ duyên nào các bạn lại gặp nhau? Dạ thì cách đây 5 năm á, thì tụi em có chơi ô la. Rồi cái thấy nick thì thấy hai đứa giống nhau, ảnh thì nhóc gà, em thì bé gà. Gà, bé gà. Lấy hai tên gà luôn hả? Rồi cái mặt lại giống rồi mà lại cái nick nó cảnh giống. Rồi tiếp theo là sao? Dạ thì ảnh nhắn tin nói chuyện, xong rồi khoảng một tuần sau á, thì ảnh hẹn đi chơi. Lúc mà em gặp bạn này á, là em thấy bạn này đẹp gái không? Lúc mà em gặp á, thì em thấy dễ thương thôi, nhưng mà lùn mà được cái ít nói. Em thấy vậy em chịu rồi. Chịu. Mà hai đứa này nó giống nhau lộn. Đó. Cái răng khởi nó cũng giống. Em sao? Em thấy chồng đẹp trai không? Lúc mà nói chuyện ở trên Ola thì thấy ảnh gửi hình thì trắng, mà tóc thì gọn gàng, nhưng mà lúc mà gặp ở ngoài thì đi xe độ. Rồi tóc thì cắt bên đây một bên, rồi để mái dài xuống, rồi vừa đen vừa ốm vừa xấu nữa. Vậy thì cái ngày mà đầu tiên đi chơi đó là em leo lên chiếc xe độ của anh đi luôn đúng không? Dạ em vừa sợ vừa run, em cũng không muốn leo, em muốn đi vô nhà lại. Ảnh thì ảnh nói thôi giờ đi đại, cái leo lên thì đại luôn. Mà sợ, trong lòng thì sợ. Sợ mà vẫn leo lên đi. Rồi có lũi ổ gà không? Chơi chiêu á. Không. Không có lũi ổ gà đâu. Lạnh kêu ôm. Kêu em ôm. Trời ơi, lần đầu tiên gặp nhau kêu ôm luôn rồi. Là em có ôm không? Nó không ôm, bỏ giữa đường, giờ sợ quá ôm luôn. Trời ơi. Con nít quỷ. Rồi bữa sau vụ tới cái gì? Cũng nhẹ dạ thiệt luôn. Mà lần sau là có vụ ôm không? Hay là tự động ôm? Dạ tự ôm. Rồi, sau khi ôm rồi đó, không có vụ gì tiếp nữa không? Dạ không. Thiệt không? Dạ thiệt. Có vụ gì không? Chỉ ôm mình nắm tay thôi. Lòi ra cái vụ nắm tay kìa. Tự động nắm hay là? Nắm tay thì em gạt hết rồi. Ví dụ trên cái đường đó thì xe để nhiều quá rồi mới đi xuống dưới đường. Đó, đi dưới đường thì em đưa tay thôi, giả bộ nói xe kìa, thì em nắm tay giờ nắm luôn, đi đi đi. Trời ơi. Mà đã dính vô tay Quang rồi, nghĩ sao Quang buông ra. Để hỏi tiếp nè. Rồi lúc mà vụ hung sao? Đó giờ em chưa hung ai hết. Bà xã là lần đầu tiên luôn. Nên thôi, nó thôi giờ nhắm mắt hung đại. Mà hôn đâu vậy? Hôn ngày má thôi. Thì đúng rồi, hôn ngày má là quá lắm rồi. Đó em cảm thấy sao Vinh? Thì em cũng vừa run vừa sợ. Em sợ làm gì vậy. Rồi sợ quá bỏ về hay là như thế nào? Lúc đó là cái cảm giác của em là nó làm sao? Hung nó cứ giống như trên phim không? Có ngon miệng không? Hay là... Trời ơi, ngon miệng nữa. Chứ hồi nhỏ tôi coi phim thấy mấy người mà trở nên ta hôn nhau, trời, nó đẹp mà nó lãng mạn mà nó tuyệt vời dễ sợ. Ngon miệng nữa là không làm gì ăn hủ tiếu. Trời ơi, dễ thương á. Không sao mà đi đâu. Dạ thì hôm đó là đồng ý quen thì quen khoảng 5 năm. Nhưng mà tụi em mới có 21 tuổi mà tụi em cưới như vậy là có thấy là cái tuổi của em là còn quá trẻ và cưới như vậy là quá sớm không? Thì em nghĩ giờ em cũng còn có một mình à, gia đình em còn có mình em à, nên em nghĩ chắc cưới sớm đi cho mẹ em vui. Với lại quen lâu quá rồi, em sợ vua. Nhưng mà sợ vua em sợ vua. Thế là mấy anh mấy chị là lấy chồng lấy vợ hết rồi, là còn mình anh em thôi, cho nên cho mẹ yên tâm luôn đó, con lê cho rồi đi ha. Em có nói cái điều này với vợ em biết để vợ em đồng ý lấy em không? Có chứ, em nói hoài. Có nghĩa là em cưới là em phải dụ vợ em đúng không? Ảnh cứ nói thôi giờ cưới đi, giờ quen lâu quá, giờ không cưới mốt quen người khác được đâu. Nhưng mà bên gia đình bên em cũng đồng ý liền hả? Dạ, dạ đồng ý. Ừ, vậy cũng tại tốt vì cũng rồi. Biết 5 năm rồi mà dạ. Đúng không? Ủa giờ là hai tụi em là ở riêng hay là ở chung với bên ba mẹ bên nào? Dạ ở bên với ba mẹ em. À ở rể đúng không? Ừ. Vui không? Vui. Nếu mà em biết trước thời gian trước nữa. Cưới sớm. Cưới sớm hả? Tao đi cuốc trong ở nhà là ba mẹ vợ em thương em không? Dạ có. Ủa rồi mình đi về rồi ba mẹ có đi theo mình không? Dạ có, hai bên gia đình mẹ đi theo. Hai bên gia đình đều có mặt ở đây dạ. Luôn. Không biết bà ngoại với bà nội là ngồi chỗ nào? Ồ trời ơi. Ở để tôi đoán nghe cô áo tím thẫm nè là mẹ chồng. Ê, anh đi nay quá. Hay lắm. Ôi, hay lắm luôn á. Rồi, thôi bây giờ trước khi mà chúng ta bắt đầu kể thật xấu với nhau, anh muốn hỏi hai em, nhân cơ hội này và có sự xuất hiện của hai vị phụ huynh ở đây là hai người mẹ của mình, vậy thì hai em có muốn nói điều gì cho hai người mẹ của mình á? Dạ, con cảm ơn ba mẹ đã coi con như con ruột. Con lần đầu về làm rể, đó giờ con có làm sai gì mong ba mẹ tha lỗi cho con. Hay quá. Trời ơi, cô dâu tiếp lời luôn nè. Dạ qua cái chương trình này thì con mong là ba mẹ thông cảm rồi con có làm sai cái gì thì bỏ qua cho con. Thì sau này á nếu mà con có cơ hội về làm dâu thì con sẽ làm được một người dâu hiếu thảo. Nói luôn là nếu như sau này con đẻ một chục đứa thì bà ngoại bà nội chăm giùm con. Rồi. Thôi giờ chúng ta sang cái phần vạch mặt nhau đi ha. Bây giờ cho phép em trước đó. Bây giờ Vinh từ ngày cưới nhau về thì cô ấy có tật xấu gì không? Với một cô gái xinh đẹp như thế này. Dạ có. Lúc mà chưa cưới á, em vừa nói một cái là dạ liền. Còn như giờ mà vừa nói cái gì? Đúng không? Lúc đó là chưa cưới á, là em quyết định không à. Giờ cưới xong em thấy khổ lắm. Mỗi lần em có ý kiến gì ra suy nghĩ xong bắt đầu rồi bàn ra luôn. Xong rồi cãi ngang lắm, giờ nhõng nhẽo giận. Tức là cuộc đời nó cũng có công bằng đó em. Lúc trước thì mình kèo trên, bây giờ mình tới phần sau ơi, mình phải kèo dưới thôi. Cái chuyện mà lật ngược thế cờ là chuyện bình thường. Bình thường. Bây giờ hỏi nè, bây giờ mình ở nhà vợ đúng không? Chắc chắn vợ chồng phải có gây lộn. Em có dám nói lớn không? Chứ còn giờ nó ở nhà nó nói lớn được, chứ giờ mình nói lớn á, mình sợ. Có khi nào có cái tâm lý đó không? Toàn là em thua không à. Thua chắc rồi. Thua là chắc rồi. Tại vì vợ em vừa cãi vừa mít ướt thì em sợ gia đình phát hiện. Em đi ra ngoài thì ngồi trong thì khóc, nhưng mà em thấy em vừa vô tới là la lên, nhõng nhẽo la lên, tay thì bấm điện thoại nhắn tin mát mẹ em nữa. Trời ơi, Dương Đông là mát mẹ chồng hả? Dương Đông kích tay. Rồi quánh mà quánh coi như là quánh là trước sau luôn ha. Ủa nhưng mà ở đây đàn ông với nhau em có thể chia sẻ nỗi khổ với mỗi lần giống vậy thì em ngủ trước, im không nói gì hết, và mấy ngày sau rồi nói tiếp. Vậy thôi. Ủa nhưng mà có khi nào anh ấy phản ứng không? Có lần em hù á, đi ra ngoài luôn, không về luôn. Đó, chờ em đi luôn. Nó chỉ nói một câu là đi đi. Vậy thôi. Chỉ nói một câu một thôi. Đi đi. Trời ơi. Cái câu đó nó còn nặng nề hơn là chửi nữa. Trời ơi, khổ tâm hết sức nè. Bây giờ còn tật đó không? Dạ không. Phải có một cái gì trị cái tật này chứ. Thì mỗi lần mà nhà không có ai đi, vợ chồng nói chuyện á, mà em thấy cái kèo mà sắp sửa muốn gây rồi đó, rồi em cho trong phòng luôn, kéo cửa lại, em đứng ngoài đợi nào thấy em thấy giãn rồi đó, em mở cửa ra nói chuyện tiếp, còn không được em nhốt tiếp. Trời ơi. Chị không có kèo dưới đâu nha. Kèo này cũng dữ à. Đó. Rồi bây giờ tới em đó Vinh. Anh này có tật xấu gì không? Dạ thì ảnh mê game. Vợ dọn cơm xong hết rồi kêu đi tắm này kia cũng ngồi đó chơi game đợi anh xíu, lát hồi tiếng 2 tiếng sau mới ra ăn. Ủa nhưng mà ăn chung với ba mẹ hay là hai vợ chồng ăn? Dạ tụi em ăn riêng. Vậy sao ba lốt mỗi người con tô ăn? Em có ý kiến vậy bộ mà không chịu. À, vợ ta thương vậy mà chịu. Trời ơi, gặp vợ tôi là chắc có nước là bị đạp rồi. Quá nhà em nói xấu hơn Liên vừa phải thôi nha. Thôi chương trình này tôi cắt ngay, chưa có nói chưa. Rồi, bây giờ em mong muốn anh này sẽ thay đổi điều gì? Thì em muốn là quan tâm vợ hơn, cũng như về đừng có chơi game nữa. Vợ dọn cơm kêu ra thì ăn cơm, rồi bớt cọc tính lại. Nói chung là em thích được ăn cơm chung với chồng. Dạ. Còn em? Mong muốn là vợ đừng có cãi, với lại bớt nhõng nhẽo lại. Rồi. Thực ra thì ở chung với ba mẹ thì có những cái hay và có những cái không hay lắm. Không hay lắm ở đây là như thế này. Ví dụ tụi em cứ ỷ lại ba mẹ mà không biết tách ra để tự lập thì tụi em sẽ không có chững chạc á. Bởi vì bây giờ tụi em còn quá nhỏ đó, so với cái tuổi mà để mà thành lập gia đình đó. Thì theo chị là bây giờ mình tập cách sống, cái cách đối nhân xử thế trước. Thứ nhất là chồng mình lấy vợ về á, cho dù là mình ít tuổi thì mình vẫn phải chứng tỏ mình là một người chồng, mình trưởng thành. Thì tại vì tụi em lấy nhau lúc tụi em nhỏ tuổi thôi, nhưng mà nguyên tắc khi mà mình đã lấy vợ rồi là mình đã có một gia đình nhỏ, phải học những cái kinh nghiệm của ba vợ mình, của ba mình và của những người xung quanh. Thì để sau này nếu như tụi em có điều kiện tụi em tách ra riêng, tụi em không bị chới với đó. Còn vợ thì phải chú ý về cái mối quan hệ giữa chồng mình với lại ba mẹ mình, để đừng có đưa đến cái chuyện là nhiều khi hiểu lầm nhau, hoặc là ba mẹ buồn lòng chồng mình, rồi ngược lại chồng mình bị cái mặc cảm ở rễ đó. Ở rễ đó, cái đó là cái mà phải hết sức khéo léo của cái người vợ. Thì thông qua những chuyện này tự động tụi em sẽ có kinh nghiệm, sau này tụi em sẽ vững vàng khi mà tách ra ở riêng. Đúng không ha? Rồi chúc hai em luôn luôn vui tươi và luôn luôn hạnh phúc nhé. Dạ đúng rồi, có em bé cho bà ngoại bà nội. Cảm ơn. Em xin giới thiệu với khán giả và anh chị là em tên là Nguyễn Thành Công, năm nay em 26 tuổi. Em hiện đang công tác tại cảng SBITC. 26 tuổi? Có 26 thôi hả? Dạ vâng. Công? Dạ. Vị chúa? Công chúa. Em là? Dạ em là Thủy Tiên ạ. Năm nay 24 tuổi, em đến từ Nghệ An. Em làm nhân viên kinh doanh của công ty nội thất ạ. May quá, em nói em đến từ Nghệ An chứ còn chậm chút xíu là anh Vinh hỏi em đến từ Huế hả? Đúng rồi ha, giọng nghe y như Huế vậy. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em thì gặp nhau cũng hay lắm. Hay lắm là sao? Lúc đó là tụi em hay có cái kỹ thuật là hay đi phượt. Thì có cái đợt đó là em tổ chức cho mấy bạn là đi phượt ở núi Bà Đen. Thì thằng em đó nó có rủ bạn học cũng đi chơi, và sau cũng đi chơi đó về thì mới gặp nhau. Mới gặp nhau thì thế là cái sau bữa đó là thế là chị ơi. Dạ. Rụng bông hoa gạo là cua đó phải không? Dạ chưa luôn hả? Chưa rụng. Rồi tiếp theo đi. Đi chơi thì em cũng hay đi phượt, nhưng mà toàn đi phượt theo kiểu phượt du lịch không à. Tức là đi có xe ô tô này nọ, chưa leo núi về bao giờ. Đi khi nào đi top cuối. Anh này thì lúc đi lên này anh là chốt đoàn, lúc đi xuống anh cũng chốt đoàn. Ôi là sao? Không thể luôn á. Nghĩa là không phải ta, em nói chậm luôn. Đi gì? Đi lên núi là leo đá, leo dây rồi tùm lum hết. Rồi bạn này có leo được không? Bạn này thì em cũng leo được nhưng mà đi chậm thôi, nên em ở dưới cũng đó là cơ hội luôn. Em vừa đi cuối nên vợ em cũng vừa đi cuối nên chắc vậy nên ấn tượng nhau. Nắm tay đúng không? Chắc nắm tay không? Một bên nghèo 4 năm anh chăm sóc lên á. Vậy hả? Dạ. Quá mà. Nhưng mà tại sao em lại có ấn tượng với anh này? Lúc đi lên thì cũng chưa ấn tượng với lắm. Xong đến cái lúc đi về thì mấy anh trước đó dần bỏ cuộc hết đấy. Đi hết, đi trước hết để mình em đi sau, con ông này ông đi sau với em nữa thôi. Cái ông có thấy em mệt quá, tôi quá anh đi không vừng nữa, ông kêu để anh còng em. Wow. Nhưng mà em không lên, nhưng mà cái cách ông lên yêu cầu là không phải là vì ông thích mình mà ông yêu cầu mà vì ông có thương mình. Vì sự an toàn của cái người trong nhóm nữa đúng không? Dạ. Cái mình ấn tượng anh này tốt tỉnh quá. Ấn tượng. Dạ. Rồi sau đó là em bắt đầu tán. Em tán cái này. Tán đi cũng phải như bật đèn xanh như anh tán. Để cuối cùng ai là người cưới ai trước? Cũng là em cưới đó. Tức là về thì cũng có mấy anh đã nói chuyện nhiều, nhưng mà anh em chả thấy kết bạn, chả thấy nói chuyện gì hết á. Được thôi nói chuyện về mấy anh kia được thời gian thì ông em mới bắt đầu nói chuyện lại các ấn tướng nữa. Ông nhìn thấy mình như kiểu ông vô cảm á. Thì thử coi mình thử tán coi ông có được không? Là suy nghĩ trong lòng vậy kia. Xong ở mình kết bạn với em thì em nói chuyện do xem là có người yêu hay chưa nên nó thì cũng nắm được thông tin là chia tay người yêu được 3 năm rồi. Cái em bật lên xanh này nó gợi ý này nó mà ông này ông muốn nói luôn là ông thích cái nghĩa, ông chưa muốn yêu đâu. Cái em này không thích à, không thích thì có đó là em cám quyết tâm kiểu gì em tạm ăn được luôn thế thôi. Anh nhưng mà anh không hiểu là cô tái sao đâu anh. Kêu đúng như là em biết là bật đèn xanh rồi là em chỉ cực là hai đứa quen nhau nhưng mà vì lúc trước đó là có người yêu rồi nhưng mà em chia tay là 3 năm rồi. Sau trong khoảng 3 năm mà không có người yêu đó, em thích làm gì em làm. Em làm trên công ty thì làm xong muốn về ở lại công ty cũng được, qua hôm sau về cũng được. Giờ mà tưởng tượng mà có người yêu lại bắt đầu là phải đúng giờ đúng đi giờ. Cái đó là cái đầu tiên làm em không có muốn có người yêu lúc đó. Nhưng mà giờ em có một cái chiêu rất là độc là bật đèn xanh cho em nhưng em nói là em không thích nên vợ nói với em là anh mà không đồng ý thì coi như là mình không làm bạn, cũng không có nói chuyện với nhau nữa. Tức là em không thích thì cũng thích đó nhưng mà ông ấy không muốn đi thôi. Nghỉ luôn, không bàn bè, không trò chuyện như thế. Đúng rồi. Thì cái ông luôn luôn. Dạ. Hôm đó là quyết tám xóa tin nhắn luôn á. Và xong hôm sau ông mình nhân tím chắc ông sợ mất nữa hay sao? Có chắc vậy không? Lúc đó chắc cũng có sợ, cũng có sợ mất đúng không? Cái đó là thứ hai thôi, còn cái thứ nhất nữa. Sao? Thứ nhất là sao? Bạn của vợ em á, em với nó cũng có nói chuyện với nhau thì em cũng biết là nó cũng tính tán đó. Nhưng mà trong khi nó lại có người yêu rồi. Người yêu ở xa hay sao? Giờ ở Sài Gòn thì muốn tán vợ để gì đấy. Chắc vợ sau này kiểu gì cũng bị thương rồi nên ra tay luôn. Coi như kể từ lúc cái đèn xanh là được chấp nhận đi. Thì hai em yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Yêu nhau được 7-8 tháng là có quyết định là sẽ cưới. Tròn 1 năm sau là cưới luôn. Hai gia đình có thúc ép không? Hay là do hai đứa là chịu không nổi nữa rồi phải cưới? Cưới bất ngờ lắm, không biết là mình sẽ cưới luôn á. Ủa trời đất ơi. Dạ. Sao vậy? Tức là hai vợ chồng có về ra mặt trước tình cưới. Anh này lúc mà yêu anh còn kêu là đời 2 năm này. Thì xong mà đợt đó là cưới chị gái em là bộ mẹ em mới vào đám cưới. Thì bộ mẹ anh mới nghe tin là bộ mẹ vào. Thì ông đi gặp mặt thì ông để nói chuyện này nọ thôi chứ đâu có gì đâu. Em thì đi làm, anh này thì ở nhà nhưng mà anh chả nghe ông ba nói chuyện hay cái gì cả. Cái xong về thì ngồi ăn cơm xong thì bố mẹ anh nó về. Bố mẹ anh về thì thấy nhà em mới ngồi bắt đầu mới ban chuyện là mùng 2 là đám hỏi, mùng 9 là đám cưới. Cái em này ua cười ái rồi mẹ, này cười mí chứ cười ái. Em ngoài tháng hành anh hỏi chứ, ủa sao cười em mà em không biết anh? Anh ngoài sao? Giờ anh mới nghe tín á. Như vậy là rất nhanh yêu nhau nè, lấy nhau là trong vòng 1 năm thôi. Dạ, trong 1 năm. Vậy thì chắc là lúc lấy nhau về chắc cũng nhiều chuyện vỡ mộng, nhiều chuyện xảy ra lắm đúng không? Ui nhiều lắm. Em vỡ mộng gì về cô gái này? Lúc mà có người yêu á thì vợ vẫn ở bên nhà vợ, thì kiểu như 1 tuần đó mình có thể du di 2-3 ngày mình đi chơi. Cưới vợ về rồi là cứ làm xong rồi mình làm đến 7 giờ tối là xác định là phải đi về. Mặc dù là bạn bè anh chị trong ty đồ rủ đi ăn đi nhậu đồ nhiều lắm nhưng mà em phải từ chối. Từ chối hoài xong rồi giờ biết mặc định là thôi đi nhậu đừng đủ một công nữa. Nó không có đi được. Không bây giờ kể bên này người ta kể tội đi. Em kể tiếp đi. Còn em có cái xấu gì đi. Tính xấu là cứ không vừa lòng là giận ra mặt khó chịu liền. Kiểu như không vừa ý một tí gì thôi là im lặng. Là im lặng. Mà cùng giờ cũng nói trước rồi, khi nào em khó chịu thì anh cứ im đi, bữa sau em thấy là nhưng mà em cũng biết vậy nhưng mà tự em thấy khó chịu nữa. Lương tâm. Hiểu rồi, căng thức lương tâm tùy lúc là gì. Không tự bực nữa, tự bực nó mình đâu có làm gì đâu mà cứ khó chịu mình vậy thôi. Chỉ có bị cái là muốn đi chơi không được đi. Có 2 lần bị giận là vì sau nhiều lần được mời mà không đi. Thì em cũng có đồng ý, 1 lần để sinh nhật của sếp, 1 lần thì mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau mà nói đến 11 giờ vợ gọi em nói là sắp về rồi mà xong rồi em tắt máy. 2 anh em nói chuyện đã hăng say, thấy giờ gọi nữa em không có nghe luôn, em cứ để im vậy á. Xong giờ gọi hoài không được, xong rồi gọi điện thoại cho bạn của em để xin số đi của cái anh mà sếp của em. May sao mà chưa có xin được, chứ xin được chắc chết cỡ chết. Xong rồi sao lúc mà về nhà thì sao? Về thì vợ nằm ngủ đó rồi em vô em đụng cái là bị nạt. Đi nạt xong thôi tự biết thôi, phần nằm im ngủ. Xong rồi khoảng 2-3 giờ sáng thức dậy nhìn không thấy vợ, hai bên không thấy đâu hết. ngó xuống thấy vợ chưa xuống dưới nằm dưới gác nằm mình dưới đó không biết làm gì, hơi ngủ tiếp. Nhưng mà nãy giờ là chị chưa thấy em kể cái gì mà tính xấu vợ hết trơn, có nghĩa là vợ em không có gì xấu. Đang kể tính xấu của em nãy giờ từ đó em đang vợ mình tính xấu của vợ chứ à. Là hiếm khi em đi mà em đi có 2 lần mà cũng bị giận. Ông này ông kể dạ đúng với em là lần đầu là ông đi chơi vì sếp là ông đi xa, tức là biệt trước là mình sẽ đi xa mà còn đến nữa trong cái vời nha, là em không hài lòng. Nhưng mà đợt có như bỏ qua, nhưng mà đợt sau này là em có gọi về trước rồi mà có nghe nói là anh đang về, mà từ công ty về nha thì 20-30 phút là căng thôi. Mà em gọi từ lúc 10 giờ mà 11 giờ vẫn chưa thấy về. Thì em gọi mà không nghe máy là em mới sợ đi trên đường, nhờ ông đi trên đường sao. Thì em tìm số điện thoại đúng sếp đó em gọi để trả cho ông em đây. Mà lúc em vừa xin được thì ông này nghe máy em đi dần, ông ấy về ông ốm em đuổi cút ra. Cứ nhảy vào nháy lắm, cứ nhảy vào cứ ốm em cứ đuổi cút. Coi như là bây giờ này, giờ rút lại là cái tánh xấu của anh này là gì? Nói xạo hay sao? Nói xạo hay nói dối em đúng không? Rồi còn gì nữa? Rồi gì? Rê ra lắm, rê ra chậm chạp đúng không? Rồi gì nữa? Lười vô cùng. Lười gì? Có lười tắm không? Lười tắm tắm sống chứ không tắm sống không đấy nhở. Lười tắm, ngày tắm mấy lần? Không, ngày nào cũng phải tắm. Nói chung là mà mắc mới gì tắm xong hơi rình. Ông á tắm ông rơi nước cho vui, tắm 2 phút chắc chứ đến 2 phút. Trời ơi, nước cho vui vậy hả? Ông vào ông trời kìa, ông đi ra cái sóng người tắm xong méo có từ chữa tắm. Có gì đâu. Cái xong cái xuống bật tắm lại, tắm xong lấy hối như thương à. Bật đi tắm lại lên được. Để ông đi tắm sau bóng đó. Nhưng mà bình thường mà đi tắm mà vừa ngủ rồi á, lên nó lên ngủ luôn đâu có tắm. Hen nó sẽ tắm. Không tắm á là cái chung chung không? Vâng, bình thường nếu mà em có thức á em cũng cho ngủ chung đó. Nhưng mà ông này ông đợi lúc em ngủ là khỏi tắm luôn. Nhưng lúc mà yêu nhau em có biết là bạn này lười tắm không? Lúc yêu ông có mà lúc nào người em thơm phức á. Đó là lúc yêu là đi chơi em như là bây giờ đó, giờ cưới rồi thì bình thường thì em ít khi em xịt, thì khi nào đi chơi thì em xịt. Là có nghĩa là xịt dầu thơm. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Rê ra mỗi lần về giữa nhà mà em không về được á, ví dụ hẹn 2 giờ anh lên thì em cứ dự trù khoảng tầm 5 giờ là lên, đến 5 giờ mới bắt đầu lên. Tức là ông này ông phải trì được tầm 2 đến 3 tiếng. Nhưng mà trong tất cả những cái điều mà em kể nãy giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất? Cái tính rê ra, đừng rê ra. Em không thích. Đừng có rê ra. Tắm nhiều hơn chút không? Không phải tắm nhiều hơn chút mà là tắm xà bông. Tắm xà bông. Rồi còn Công mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì? Bớt giận hơn vu vơ đi. Kiểu như cái nào mà lỗi đáng để giận á, thì hẳn giận. Còn với cái nhỏ nhỏ hoặc không có gì khổ bằng vợ giận chứ. Đúng rồi. Nhưng mà em nói trước rồi, em nói là tình em ví dụ cô nó bị vượng cái gì, vượng mặt cái là khó chịu lắm, cứ từ dần cái sau bắt đầu mới ngồi suy nghĩ, nghĩ xong mà tại cái nóng đặng dần á là xong thôi từ thôi luôn. Hai em lấy nhau lâu chưa? Dạ được 7 tháng gì. À mới 7 tháng thôi hả? Ồ là chưa có em bé đúng không? Dạ. Dữ lắm. Là có mong có em bé không? Em thì mong nhưng mà bộ mẹ chồng kế hoạch là chưa đúng không? Dạ. Chưa muốn để cho chắc muốn tụi em có nhà cửa. Bây giờ em ở nhà thuê. Dạ đúng rồi. Thôi nói vậy thì giờ chỉ biết chúc tụi em hạnh phúc thôi chứ làm sao. Trời ơi mấy cái nhỏ dễ thương ra, quá mai mốt là có em bé rồi là cũng có thời gian mà giận nữa đâu. Yên tâm đi. Nó rồi muốn xỉu luôn. Nhưng mà bạn này thì tắm xà bông thì tốt. Có nghĩa là cái mong muốn đó của vợ thì nên sửa. Rồi cứ thế phát huy. Yêu nhau hoài mãi như thế này nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh chị. Chúc cho em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Dạ.